Thì Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phát hình và phát thanh trên Facebook và trên YouTube của Phong, 5:30 giờ California, tức là 7:30 giờ Houston, Texas. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái bài nói chuyện của Phong và cái bài phân tích của Phong dựa trên những cái thông tin xảy ra ngày hôm nay. Và trong cái đề tài đầu tiên, Phong đã phân tích cho các bạn thấy những cái tweet của Tổng thống Trump trong ngày hôm nay, cái thông điệp ông muốn gửi ra là cái gì. Và cái thứ hai là cái biến động của thị trường chứng khoán của cả thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Âu Châu, Á Châu và đặc biệt là ở Trung Quốc, khi mà thị trường chao đảo vì những cái tweet của Tổng thống Trump và những cái thông tin nó bị nhiễu từ phía Tòa Bạch Ốc, từ phía Tổng thống Trump và từ phía Trung Quốc, liên can tới cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái cuộc chiến mậu dịch được extend cái vấn đề đánh thuế, tức là gia hạn cái vấn đề đánh thuế ra 90 ngày. Và từ những cái thông tin này nó làm cho thị trường trở nên hoang mang. Nhưng đó cũng là một trong những cái cục đá dò đường, tôi gọi là test the water của Tổng thống Donald Trump, và đồng thời là cái thông điệp ông gửi ra cho các nhà đầu tư trên quốc tế, trên thị trường quốc tế, là đừng đi hai hàng nữa và phải tập trung vào một điểm, đứng về một phía, chứ không có cái kiểu đi hai hàng để trục lợi nữa. Đó là cái thông điệp của Tổng thống Trump. Và các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Và bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai. Trong cái đề tài thứ hai thì trên tờ South China Morning Post đặt một cái tựa liên can tới cái cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tập Cận Bình. Một trong những đề tài họ đề cập tới là vấn đề của Đài Loan, Taiwan. Okay. Và trong cái cuộc này thì họ không, phía Washington vẫn giữ im lặng và không có nhắc nhở nhiều. Tuy nhiên, ở toàn bài phân tích này cho thấy lá bài Đài Loan vẫn chiếm phần quan trọng ở trong các cuộc thương thuyết với phía Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và Đài Loan, giống như Phong đã cho các bạn xem cái bản đồ, thì là một trong những cái vị trí khá quan trọng mà cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều xem trọng. Tại vì nó nằm ngay chận ngay trước mặt của Trung Quốc. Và chính vì vậy mà Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn quyết tâm bảo vệ Đài Loan từng tất đất. Từng tất đất nha các bạn. Đó là cái điều mà phía Hoa Kỳ muốn. Và nhất là dưới thời của Tổng thống Donald Trump là ông kiên quyết bảo vệ cho Đài Loan bằng mọi giá. Và cái điều đầu tiên mà các bạn thấy là trong thời gian đây, gần đây, thứ nhất là ông đã gia tăng cái sự ảnh hưởng quân sự và hải quân của Hoa Kỳ hiện diện nhiều hơn ở khu vực eo biển Đài Loan. Và trước đây khi mà ông chính thức thắng cử năm 2016, nếu các bạn còn nhớ cái giai đoạn đó, thì một trong những lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mà ông nhận điện thoại lại là bà Thái Anh Văn của Đài Loan. Trong khi Tổng thống Nga, Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật, rồi Tổng thống Nam Hàn toàn là những đồng minh và cường quốc trên thế giới đều gọi điện thoại chúc mừng, nhưng mà ông chưa nhận. Mà người ông nhận đầu tiên lại là một tổng thống của một đảo quốc nhỏ bé ở trước mặt của Trung Quốc. Đó là bà Thái Anh Văn. Thì ngay từ cái lúc mà ông nhận chức thì người ta đã thấy được cái khuynh hướng của ông thiên về Đài Loan như thế nào. Ok các bạn, đó là cái mà nhắc lại cho các bạn thấy. Và cho tới ngày hôm nay các bạn thấy là Hoa Kỳ Hải quân đã được cái lệnh của Tổng thống Trump là gia tăng tối đa cái sự ảnh hưởng của họ ở eo biển Đài Loan và kéo dài xuống Biển Đông, là tăng cường cái sự hiện diện để bảo vệ Đài Loan một cách tuyệt đối và không để cho Trung Quốc bất ngờ dùng vũ lực đánh chiếm Đài Loan bằng bất cứ giá nào. Trong khi Trung Quốc thì vẫn đe dọa và họ coi Đài Loan là một tỉnh phản loạn và họ luôn đe dọa là sẽ đánh chiếm đảo Đài Loan. Như vậy thì các bạn, đảo Đài Loan đó là như thế nào? Và lịch sử như thế nào? Thực sự á, đảo Đài Loan đã có từ lâu. Lúc đó chỉ là những thổ dân. Và họ bị ảnh hưởng bởi hai cái nền văn hóa. Hai cái nền văn hóa. Một nền văn hóa, họ gọi là nền văn hóa Đông Dương. Tức là lúc đó người Trung Quốc gọi người Nhật Bản là người Đông Dương. Chứ chưa gọi là Nhật Bản như bây giờ. Một phần văn hóa của Đài Loan bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa của người Nhật mà nó kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và càng lúc các bạn sẽ thấy nếu mà các bạn có dịp tới Đài Loan. Và một phần văn hóa còn lại là bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Hay là ngày xưa chúng ta gọi là Trung Nguyên thì đúng hơn, dưới thời nhà Thanh. Thì thật sự người ta biết đến đảo quốc Đài Loan đầu tiên là do ông tướng nhà Minh của Trung Quốc là Trịnh Thành Công. Khi mà bị triều đình nhà Thanh đánh bại, thì Trịnh Thành Công đã đưa bầu đàn thê tử và những người mà còn mong ước là phục hồi nhà Minh chạy ra đảo quốc Đài Loan để sinh sống. Thì Trịnh Thành Công là cái người đầu tiên
chạy ra đảo quốc Đài Loan và đưa tất cả binh sĩ của ông cùng với gia quyến các binh sĩ tới trú đóng và sinh sống trên đảo Đài Loan một thời gian dài, rất dài. Rất dài, cả hơn cả trăm năm. Các bạn, là lúc mà khi mà triều đại nhà Thanh đánh chiếm toàn bộ nước Trung Quốc và thống nhất nước Trung Quốc, thì lúc đó là đảo Đài Loan đã nằm dưới cái sự quản trị của vị tướng của nhà triều đại nhà Minh, gọi là Trịnh Thành Công. Và suốt nhiều năm như vậy thì đảo Đài Loan đã bị quên lãng. Đã bị quên lãng các bạn. Và lúc đó thì mình phải nhắc lại, trong cái triều đại nhà Thanh, vào cái thời cuối triều đại nhà Thanh, thì lúc đó các bạn biết là cái tình hình của Trung Quốc rất nhiễu nhương. Rất nhiễu nhương. Và liên quân của 8 nước đã 2 lần đánh chiếm thành Bắc Kinh và buộc bà Từ Hy Thái Hậu phải bồi thường chiến tranh và nhượng ra một số ký nhượng, một số thuộc địa cho Bát Quốc Liên Quân, gọi là 8 nước Liên Quân. Thì trong đó thì các bạn còn nhớ mảnh đất Hồng Kông, rồi Macau và một số những khu vực khác thì cũng đã có cái sự mà gọi là bồi thường từ phía nhà Thanh cho cái trận thất bại đó. Và triều đại nhà Thanh trở thành một cái triều đại nhiễu nhương nhất trong cái giai đoạn đó. Rồi sau đó tới phiên cuộc chiến ma túy thì một lần nữa Từ Hy Thái Hậu lại bị thua và phải bồi thường rất nhiều tiền cho Bát Đại Liên Quân. Sau cuộc chiến ma túy thì coi như là nội lực của triều đại nhà Thanh gần như phá sản hoàn toàn. Cộng thêm cái sự khác biệt giữa Mãn và Hán vẫn còn tồn động. Vẫn còn tồn động mặc dù nó được thúc đẩy cái sự hòa giải dưới thời của Khang Hy và qua thời của Càn Long. Nó đã được thúc đẩy là Mãn Hán một nhà. Nó đã được thúc đẩy điều này. Nhưng mà cái sự tồn động giữa hai sắc tộc Mãn và Hán nó còn rất sâu đậm ở dưới thời bà Từ Hy Thái Hậu. Do đó thì những người Trung Quốc thời điểm đó đã được, họ có một số người đã thoát ra được nước ngoài. Tức là họ đi qua bên Âu Châu, họ đi qua thậm chí qua cả nước Mỹ nữa. Và họ nhìn thấy được những cái xã hội khác biệt với xã hội Trung Quốc. Tức là khác biệt với cái xã hội phong kiến của Trung Quốc. Họ học được rất nhiều điều. Và một trong những người mà có thể nói rằng là đến ngày hôm nay cả nước Trung Quốc lẫn cả dân Đài Loan đều phải tôn thờ, mà cái uy thế đó còn cao hơn cả Mao Trạch Đông, người đó chính là Tôn Dật Tiên, Tôn Trung Sơn. Mà các bạn tới Đài Loan thì các bạn thấy là họ thờ Tôn Trung Sơn giống như một vị cha già dân tộc. Ông Tôn Trung Sơn sinh năm 1866 và ông đã đi ra qua Âu Châu, và trên con đường đi qua thì ông cảm nhận được những cái xã hội khác với lại xã hội phong kiến dưới thời đại quân chủ của Trung Quốc. Và khi trở về Trung Quốc thì ông đã thúc đẩy cái tư tưởng về thành lập một cái xã hội nó không phải là xã hội quân chủ nữa, tức là không còn vua chúa phong kiến nữa. Thì cái tư tưởng đó nó nhanh chóng, và đúng lúc mà Trung Quốc đang lâm vào cái cuộc chiến ma túy, tức là dân, phải nói là thời điểm đó thanh niên Trung Quốc đang bệ rạc ở trong những cái ma túy, tức là thuốc phiện. Thì khi mà ông Tôn Trung Sơn mang cái tư duy mới này về thì bắt đầu là nó thúc đẩy ra một cái nhìn khác. Và từ cái nhìn đó nó đã dẫn đến một cái cuộc cách mạng lớn ở Trung Quốc mà người ta gọi là cuộc cách mạng Tân Hợi. Nó xảy ra năm 1911. Thì lúc đó toàn bộ triều đại Mãn Thanh đã sụp đổ hoàn toàn. Và lúc đó thì các bạn biết là Tôn Trung Sơn đã trở thành một cái tên tuổi lớn. Ông đã trở thành một cái tên tuổi lớn. Và Tôn Trung Sơn trở thành vị tổng thống đầu tiên khi lập cái nền Cộng Hòa. Thì lúc đó là Trung Quốc đầu tiên gọi là nền Cộng Hòa. Mà chúng ta gọi tắt là thời đại dân quốc. Thì cái đó là cái nền Cộng Hòa. Thì giống như tôi đã nói với các bạn, cái nền Cộng Hòa nó khác với cái nền dân chủ bây giờ. Thì lúc đó Tôn Trung Sơn thành lập nền Cộng Hòa. Thì ông làm tổng thống được một năm. Sau một năm đó thì ông lại nhường lại cho một vị tướng cũ của nhà Thanh để có thể gọi là nối kết cái sự đoàn kết dân tộc, là Viên Thế Khải. Là Viên Thế Khải, để mà coi như là có một cái sự gọi là một cái thỏa hiệp về quyền lực chính trị để người dân có thể từ từ gột rửa và qua những cái bầu cử rồi sẽ đưa đất nước Trung Quốc thành một cái xã hội Cộng Hòa. Đáng tiếc là Viên Thế Khải lúc đó vì cái khát vọng cầm quyền và muốn tái lập triều đại quân chủ phong kiến thì nó đã đưa tới một cái sự rạn nứt rất lớn ở trong cái thời đại dân quốc đó. Và cuối cùng thì nước Trung Quốc lại lâm vào cơn nội chiến kéo dài
mà lúc đó thì là có hai cái chính quyền, một là chính quyền Nam Kinh, hai là chính quyền Bắc Kinh. Chính quyền Bắc Kinh vẫn do Viên Thế Khải nắm, còn chính quyền Nam Kinh là những người ủng hộ mạnh mẽ cho thể chế Cộng Hòa thì đã chọn Tưởng Giới Thạch làm tổng thống. Tưởng Giới Thạch là tổng thống. Thì trong suốt một cái giai đoạn dài như vậy thì Tưởng Giới Thạch phải nói là một cái nhân vật một trong những cái nhân vật mà có cái ảnh hưởng rất lớn, và ông đã 5 lần làm tổng thống, 5 nhiệm kỳ. Ở đây thì Phong có một số hình ảnh để cho các bạn gợi nhớ lại người mà Phong nói đến, cái nhân vật mà thay đổi vận mạng của đất nước Trung Quốc sau cái triều đại Mãn Thanh, ông Tôn Dật Tiên, tức là Tôn Trung Sơn, người đã viết ra cái thuyết gọi là Tam Dân Chủ Nghĩa. Thì đây là cái nhân vật mà được xem là được tôn thờ khá nhiều, và ở ngay cả ở Trung Quốc, chứ không phải kể ở dưới thời đại Đại Cộng sản bây giờ, có những người vẫn thần tượng ông Tôn Dật Tiên, và đó là ông Tôn Trung Sơn, Tôn Dật Tiên. Tuy nhiên bên cạnh Tôn Trung Sơn thì cái người mà người ta nhắc nhở nhiều nhất vẫn là Tưởng Giới Thạch. Thì các bạn, đây là tấm hình của Tưởng Giới Thạch, người mà được xem là 5 lần làm tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc, chế độ gọi là Nam Kinh đó các bạn, ở chế độ Nam Kinh. Thì đây là Tôn Dật Tiên, là Tưởng Giới Thạch. Thì khi mà Tưởng Giới Thạch bắt đầu mà có những cái gọi là không kiểm soát được quyền lực, tức là lúc đó thì cái thời đại, cái giai đoạn đó là khá nhiễu nhương, và một số tỉnh ở Trung Quốc nó trỗi lên cái chế độ quân phiệt, tức là mỗi một ông tư lệnh thì trở thành vua một vùng, vua một tỉnh, và ông Tưởng Giới Thạch là chính quyền trung ương. Vì lúc đó thì Tưởng Giới Thạch phải đối phó khá nhiều vấn đề. Thứ nhất là ngay trong nội bộ của Quốc Dân Đảng, lúc đó là lập ra Quốc Dân Đảng là Trung Hoa Quốc Dân Đảng đó các bạn, thì ngay trong nội bộ Quốc Dân Đảng cũng có những cái bất đồng với nhau. Rồi bên cạnh đó là cái sự trỗi dậy của một số tướng lãnh, là họ xuất thân là những người gọi ngày xưa người ta gọi là sơn tặc, rồi đi theo ông Tôn Dật Tiên để mà làm cái cuộc khởi nghĩa năm 1911, lật đổ triều đại Mãn Thanh đó. Thì ở lâu lên lão làng, họ trở thành những tướng lãnh trong quân đội, và chính vì vậy họ không cản được cái chất con người, tức là tham nhũng, lạm quyền, rồi có những cái hành động rất tàn độc. Thì những quân phiệt này nó mọc ở nhiều tỉnh, và cứ mỗi một tỉnh như vậy là một ông vua. Đó là nên về mặt nội bộ Tưởng Giới Thạch phải đối phó khá nhiều. Và về mặt khác thì lúc đó sự trỗi dậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua nhân vật Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông xuất thân là từng đi lính cho Quốc Dân Đảng Trung Hoa Dân Quốc, và Mao Trạch Đông cũng từng là thành viên đảng viên của Trung Hoa Quốc Dân Đảng trước khi mà ông ta bắt đầu tiếp xúc với lại khối Xô Viết và trở thành người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái giai đoạn mà gọi là nhiễu nhương này. Thì đây là các bạn, Mao Trạch Đông. Đây là người mà cho tới ngày hôm nay cả Đảng Cộng sản Trung Quốc đều phải treo hình ở khắp nơi. Ngay cả các bạn tới Thiên An Môn là thấy cái hình của Mao Trạch Đông treo lớn ở trước cửa rồi. Thì Mao Trạch Đông đi theo chủ nghĩa của Marxist và của Lenin, và ông ta lại đẻ ra cái chủ thuyết của riêng của ông ta gọi là Maoist, tức là chủ thuyết của Mao. Thì nhưng mà trước khi đi ra theo cái chủ thuyết của Maoist thì lúc đó Mao Trạch Đông vẫn là một thành viên của Đệ Tam Cộng sản, tức là Cộng sản quốc tế. Thì lúc đó Tưởng Giới Thạch đã nhìn thấy được cái sự trỗi dậy của Cộng sản, và ông ta không muốn Cộng sản có thể chiếm quyền ở Trung Quốc. Do đó thì ông ta đã cố gắng tìm cách tiêu diệt Cộng sản. Và cái cuộc chiến lớn nhất là xảy ra ở cái khu vực gọi là Xô Viết và Trung Hoa, nó nằm ở biên giới của Nga Xô. Thì đây là cái khu vực mà Mao Trạch Đông, coi như là tổng đàn của Mao Trạch Đông và những bộ sậu của Mao Trạch Đông. Thì các bạn biết là cái cuộc chiến nó nổ ra rất lớn, và Mao Trạch Đông phải mở con đường máu chạy về khu vực này. Thì cái cuộc đó người Cộng sản bây giờ mà họ nghe lại, những người Cộng sản kỳ cựu đó, mà họ nghe lại họ vẫn còn rùng mình về cái cuộc chiến tàn khốc đó giữa Trung Hoa Quốc Dân Đảng và những thành viên của Đảng Cộng sản. Và lúc đó họ gọi đây là cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Cuộc Vạn Lý Trường Chinh là cuộc tháo chạy bằng máu. Thì lúc đó thì Mao Trạch Đông mới chỉ có được ủng hộ của một số thành viên Đảng Cộng sản, trong đó thì nhân vật đầu tiên xuất hiện là Đặng Tiểu Bình. Nhưng mà cái nhân vật gây ảnh hưởng nhiều nhất và làm cho Mao Trạch Đông có cơ hội lật được thế cờ
và đánh thắng, khiến cho lãnh đạo Hồng quân của Trung Quốc đó mà đánh bật được Tưởng Giới Thạch năm 1949, tức là sau cái đại nhị thế chiến, thì là phải nói là cái người mà có công trong cái việc này là Chu Ân Lai. Tại vì Chu Ân Lai vừa là người cảm tình viên của Đảng Cộng sản mà vừa lại là thành viên và một giới chức cao cấp trong chế độ của Tưởng Giới Thạch. Do đó, nhờ có sự hỗ trợ của Chu Ân Lai, sau cái đại nhị thế chiến chấm dứt thì lúc đó Trung Hoa Dân Quốc vẫn nằm ở vẫn nằm dưới thể chế của Trung Hoa Dân Quốc. Thì lúc đó Tưởng Giới Thạch đã không còn tập trung được quyền lực. Và không khi mà đánh mà Mao Trạch Đông một trận gọi là nhừ tử, thì Tưởng Giới Thạch nghĩ rằng là Cộng sản đã không còn có cơ hội quay lại. Nhưng mà ông ta đã lầm. Mao Trạch Đông đã huy động được các lực lượng nối kết ở khắp nơi, cộng với sự hỗ trợ đặc biệt của Cộng sản quốc tế, trong đó có Nga Xô là chủ lực. Thì Mao Trạch Đông phất cờ quật khởi. Mà cái câu mà gọi là Đông Sơn quật khởi là từ phía của Mao Trạch Đông, tức là từ Thiểm Tây. Thì Mao Trạch Đông bắt đầu đánh ngược trở lại. Thì sau khi mà Mao Trạch Đông đánh ngược trở lại thì lúc đó quyền lực của Tưởng Giới Thạch cũng bị chi phối khá nhiều. Và ông ta không thể nắm tập trung quyền lực để đối phó với Đảng Cộng sản được. Cho nên cuối cùng, từ năm 1945, tức là chấm dứt đệ nhị thế chiến, cuộc chiến kéo dài 4 năm tới năm 1949, thì coi như là Tưởng Giới Thạch chịu thua. Lúc đó chính quyền Nam Kinh đã phải tháo chạy, tại vì Cộng sản đã tràn, Hồng quân của Cộng sản đã tràn ngập ở khắp nơi. Và cuối cùng thì Tưởng Giới Thạch phải bỏ chạy ra đảo Đài Loan. Chạy ra đảo Đài Loan thì đi theo Tưởng Giới Thạch là những thành phần trí thức và những thành phần quân đội trung thành với lại Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch, cũng như là những thành phần mà gọi là có tiền bạc, mà lúc đó người ta gọi là tư bản đó các bạn. Thì họ chạy theo Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan và lập quốc tại đây. Thì Tưởng Giới Thạch làm ra tới đảo Đài Loan thì ông ta lại trở thành tổng thống một lần nữa, nhiệm kỳ cuối, và cuối cùng đến năm 1975 thì ông ta mới qua đời ở tại Đài Loan. Thì cho các bạn thấy cái đảo Đài Loan khi mà Tưởng Giới Thạch kéo ra. Thì khi Tưởng Giới Thạch kéo ra đó là các bạn thấy rõ ràng là cái cuộc nội chiến của Trung Quốc nó kéo dài rất nhiều năm. Nó kéo dài rất nhiều năm cho tới khi Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo mới thống nhất với Trung Quốc. Thì khi mà ra tới đảo Đài Loan thì chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi, thì Đài Loan đã là một quốc đảo và có tên trên Liên Hiệp Quốc. Có tên trên Liên Hiệp Quốc và cho tới... tức là Đài Loan có cái sự hiện diện của họ như một quốc gia đầy đủ ở Liên Hiệp Quốc, mặc dù là lúc đó Mao Trạch Đông cũng chưa có đụng đậy đến đảo Đài Loan và vẫn có cái tham vọng lấy lại đảo Đài Loan từ tay của Quốc Dân Đảng và từ tay của Tưởng Giới Thạch. Do đó, cho tới khi mà Hoa Kỳ chính thức thương thuyết với lại phía Trung Quốc trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam ở cái giai đoạn cuối trào, những năm cuối trào của chiến tranh Việt Nam, thì lúc đó Đài Loan đã bị xóa sổ khỏi Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ bắt tay, lúc đó qua thông qua Kissinger, Hoa Kỳ bắt tay với Trung Quốc. Và cuối cùng thì nhưng mà Hoa Kỳ vẫn không để cho Đài Loan rớt vào tay của Trung Quốc, mà vẫn giữ Đài Loan là một đảo quốc tự trị, nhưng không thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập, một quốc gia đàng hoàng. Đó là cái bối cảnh cho các bạn thấy là tại sao ngày hôm nay người dân Đài Loan họ vẫn còn nhiều người đi theo Quốc Dân Đảng so với Đảng Dân Chủ của bà Thái Anh Văn. Tại vì họ đã trả giá rất là nhiều lần từ trong quá khứ lịch sử ở Trung Quốc cho tới khi chạy ra đảo Đài Loan, lập quốc và thành lập cái đảo quốc Đài Loan. Họ đã trả giá bằng xương máu rất là nhiều. Từ thế hệ ông cha của họ và những thế hệ mà lớn tuổi đó, mà từng đi theo Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Đài Loan đó, thì thật sự cái thế hệ đó thì không còn bao nhiêu người. Tại vì lớn tuổi hết rồi, đa phần là chết hết rồi. Nhưng mà ít nhất cũng còn sót lại. Rồi những cái thế hệ kế tiếp đó, thì cho các bạn thấy là nó không phải dễ dàng để người dân Đài Loan mà buông Quốc Dân Đảng ra. Ở tiếng Quảng Đông gọi là cọt mành tảm, tức là Quốc Dân Đảng. Tại vì cái uy thế của họ không phải chỉ là ở đảo quốc Đài Loan, mà đã là một thời thay đổi cả vận mệnh của đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên thì cái định mệnh của đất nước Trung Quốc nó lại rơi vào tay của Cộng sản. Do đó khi mà chạy ra đảo Đài Loan thì cho tới ngày hôm nay những cái người lớn tuổi họ vẫn tin vào cái chủ trương của Quốc Dân Đảng mà do chính ông Tôn Giật Tiên, tức là Tôn Trung Sơn lập ra, và Tưởng Giới Thạch là người tiếp nối. Thì các bạn thấy rõ ràng đó là cái cuộc bầu cử vừa qua 24 tháng 11, một phần, đúng là một phần lớn là do áp lực từ phía Bắc Kinh. Nó đã khiến cho người Đài Loan lo sợ chiến tranh sẽ tới
và họ sẽ không biết đối phó như thế nào. Và họ không muốn căng thẳng với phía Trung Quốc, họ muốn giữ nguyên hiện trạng như vậy để làm ăn buôn bán. Và chính vì vậy họ đã bỏ phiếu ủng hộ cho đảng đối lập, tức là đảng Quốc dân đảng so với đảng Dân chủ của Đài Loan. Nhưng một phần khác là cái tiềm thức cũ, tức là cái sự ngưỡng mộ đối với Quốc dân đảng vẫn còn nằm trong cái suy nghĩ của họ. Nhất là những gia đình nào mà từng trải qua cái thời kỳ nhiễu nhương của cái triều đại Mãn Thanh kéo dài tới thế hệ con cháu của họ và qua tới bây giờ, thì họ vẫn được truyền dạy như vậy. Cho nên đối với họ, Quốc dân đảng vẫn còn là một trong những cái đảng mà gọi là quốc đảng. Và mặc dù là cái sự trỗi dậy của đảng Dân chủ Đài Loan có từ bắt đầu năm 1996, khi mà ông Lý Đăng Huy trở thành tổng thống đầu tiên của đảng Dân chủ của Đài Loan, nó thay đổi Đài Loan khá nhiều. Thì đảng Dân chủ thì chủ trương là đưa Đài Loan độc lập. Còn Quốc dân đảng cho tới bây giai đoạn này hầu như là về chính trị nhiều. Trong quá khứ họ đã từng trả xương máu để giành cái quyền cai trị đất nước Trung Quốc, nhưng mà họ thất bại. Họ đã từng nắm vận mạng của đất nước Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà cuối cùng thì họ thua cho Cộng sản. Tuy nhiên về cái uy thế của họ đối với người dân Đài Loan thì vẫn còn rất nhiều. Vẫn còn rất nhiều ở Đài Loan. Do đó chúng ta không lạ khi mà người dân Đài Loan vẫn chọn Quốc dân đảng sau 2 năm bà Thái Anh Văn cầm quyền tổng thống. Thì cho các bạn thấy rằng là đừng nghĩ rằng là Quốc dân đảng là thân Trung Quốc, thân Trung Cộng. Họ không có thân Trung Cộng. Do đó nhiều bạn nghĩ rằng là ô, bây giờ đảng Dân chủ bà Thái Anh Văn là giành độc lập cho Đài Loan và cái đảng kia là cái đảng mà thân Trung Cộng. Thì đây tôi cho các bạn thấy một bức tranh rõ nét hơn về Trung Hoa Quốc dân đảng. Họ là những người đã rượt Mao Trạch Đông chạy gần trối chết trong cuộc vạn lý trường chinh, chạy về tới Thiểm Tây để sống còn. Và Tưởng Giới Thạch đã ép gần như là ép chết Mao Trạch Đông rồi. Nhưng mà chỉ vì một phút sơ hở và không thỏa mãn được một số những tướng lãnh quân phiệt dưới quyền của mình ở trong cái giai đoạn mà nhiễu nhương năm 1945 tới năm 1949, mà Tưởng Giới Thạch đã bất ngờ bị thua cho Hồng quân của Trung Quốc mà có sự hỗ trợ của Nga Xô, Cộng sản quốc tế, mà Tưởng Giới Thạch phải thua và chạy ra đảo Đài Loan. Và những người mà Quốc dân đảng của Đài Loan, họ đã thành lập và họ đã tổ chức được đất nước Đài Loan trở thành một cái đất nước cho tới ngày hôm nay. Nó không phải dễ dàng. Đảng Dân chủ là sinh sau đẻ muộn và thừa hưởng được những cái di sản lớn của Quốc dân đảng đã để lại ở trên mảnh đất Đài Loan. Do đó, hôm nay tôi làm cái bài, cái đề tài này để cho các bạn nhìn rộng và nhìn rõ hơn về cái Trung Hoa Quốc dân đảng của Đài Loan. Và cái nguồn gốc của họ cũng như là cái sự mà tại sao ngày hôm nay dân Đài Loan vẫn chọn Quốc dân đảng mà các bạn cho rằng là thắc mắc là cái đảng đó là cái đảng thân cộng. Thì bây giờ tôi cho các bạn thấy cái bức tranh rõ nét hơn về cái chuỗi dài lịch sử của Trung Quốc và những cái gì đã xảy ra tại Trung Quốc trong quá khứ, và tại sao ngày hôm nay người Đài Loan vẫn một phần nào họ nể trọng sự hiện diện của Quốc dân đảng. Đảo quốc Đài Loan sau khi mà năm 1949, lúc đó vẫn còn là vùng đất hoang. Lúc đó vẫn còn là vùng đất hoang, các thổ dân sinh sống lẫn với một số người Hoa, rồi một số người Nhật nữa các bạn. Nhưng mà kể từ khi Tưởng Giới Thạch đưa quân ra và lập quốc tại chỗ này, thì họ đã bắt đầu cái nền móng trở lại từ đầu. Họ tổ chức chính phủ, họ tổ chức tất cả mọi thứ, họ làm lại từ đầu bằng chính xương máu của họ. Lúc đó thì Hoa Kỳ đâu có hỗ trợ. Lúc đó thì Hoa Kỳ vẫn chưa có hỗ trợ cho Đài Loan một cách chính thức, mà Đài Loan phải tự mình đứng dậy bằng mọi giá. Và chính vì vậy mà các bạn thấy là Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ sau khi mà Hoa Kỳ đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc, nhưng mà bảo vệ cho đảo quốc tự trị Đài Loan. Thì Hoa Kỳ mới cái đó là cái cam kết của Hoa Kỳ với Đài Loan, là họ bắt tay với Trung Quốc nhưng mà họ không để cho Đài Loan được là trở thành một quốc gia độc lập, nhưng mà họ vẫn bảo vệ cái quyền tự trị của người dân Đài Loan. Thì từ cái giai đoạn đó thì Hoa Kỳ mới chính thức là đồng minh và bảo vệ cho Đài Loan cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà cái giai đoạn trước đó, tất cả mọi cái việc mà xảy ra trên đảo Đài Loan đều là do Quốc dân đảng một tay đưa đất nước Đài Loan trở thành được như ngày hôm nay. Và những cái di sản, những cái nền móng họ để lại, ngày hôm nay đảng Dân chủ của bà Thái Anh Văn đã thừa hưởng được. Do đó thì chúng ta khi mà nhìn vào lịch sử và nhìn vào đảo quốc Đài Loan, chúng ta nên có cặp mắt công bằng hơn. Đừng vì một Thái Anh Văn có chủ trương chống Trung Quốc và độc lập cho Đài Loan mà chúng ta đánh mất đi cái công trạng lớn của Quốc dân đảng đối với người dân Đài Loan. Và đặc biệt là đối với... Và nếu như ngày xưa mà ông Tưởng Giới Thạch mà chỉ cần ông thỏa hiệp một chút xíu mà không có gây hấn với lại các cái tướng quân phiệt ở các vùng đó,
mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không có cơ hội đánh ngược lại đó, thì ngày hôm nay nước Trung Quốc là một cái thể chế cộng hòa giống như đảo Đài Loan bây giờ, chứ không phải là một cái thể chế dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản nữa. Thì các bạn thấy một cái sai lầm của Tưởng Giới Thạch trong cái giai đoạn đó là không thỏa hiệp với lại những tướng lãnh mà ông ta gọi là phản trắc khi mà họ bắt đầu họ tham lam quyền lực đó. Mà chính vì vậy ông đã không nối kết được các lực lượng lại với nhau để mà đánh bật Cộng sản ra khỏi Trung Quốc. Mặc dù ông ta đã ép Mao Trạch Đông chạy tới Thiểm Tây trong cuộc vạn lý Trường Chinh, một cái trận gọi là khủng khiếp nhất trong cuộc đời của những đảng viên Đảng Cộng sản kỳ cựu. Ngày hôm nay họ còn sống mà họ nhớ lại cái thời kỳ đó, họ vẫn rùng mình là họ không thể nào họ tưởng tượng được là họ thoát chết trong gang tấc và thoát chết trong một cái gọi là trong một cái chiến trường tàn khốc ở đó, để rồi hôm nay họ có thể nắm được quyền cai trị đất nước Trung Quốc. Do đó, cái đề tài thứ hai ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái lịch sử của đảo Đài Loan, của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, của Tưởng Giới Thạch và vị cha già mà người Đài Loan thờ phụng là ông Tôn Dật Tiên, tức là Tôn Trung Sơn, để các bạn nhìn rõ về cái Quốc Dân Đảng hơn. Và đừng có suy nghĩ là họ thân cộng, mà phải nhìn rõ những cái giá trị, những cái di sản họ để lại cho đất nước Đài Loan. Ok các bạn, đó là một trong những cái đề tài ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn, để các bạn hiểu rõ thêm về cái bối cảnh của Trung Quốc, Đài Loan, để so sánh với cái tình hình Biển Đông và những cái thời sự đang xảy ra. Nhìn lịch sử để chúng ta đối chiếu, so sánh và phân tích để chúng ta đưa ra những cái nhận định trong tương lai. Đó là mục tiêu của tôi trong tất cả các cái chương trình của Hưu Sinh Nhật Ký. Mong rằng tất cả các bạn sẽ hiểu rõ hơn, và từ những cái bài nói chuyện này của tôi, các bạn sẽ có thêm những cái thông tin và phân tích một cách cặn kẽ hơn, để các bạn cuối cùng là những người đưa ra nhận định riêng của mình. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại sau vào sáng ngày mai trong chương trình Tin Tổng Hợp.